chẳng sum nua suom mảnh tha pra sang ke krob trong na ya lâu vi sam tha thma su khmuoy veng su tha mot phai angkum nang mịch ban phai angkum nực khơy mịch ban mot phai angkum na tha mịch mịch tha mịch na kong ta chlao ye ban ma chong đăng tha khmuoy yol tha mịch pra sang ke krob trong na trong ấy trong nè nắng xua thay bẩn mà xua bình sân nè em để môi mà phai cùng mình nắng mình bẩn phai cùng cùng mình bẩn phai cùng luôn quân trang xong luôn tập xong nắng cả mỏ nè ngay nắng chìm lại máu ai mò bị khơi chặt chặt phai cùng có chặt thật phai chân tử mẹ nè nâng ai nâng ban ban thma thlop nhai lê nhá thma khơi kê thvai ng cung thvai ấy nâng đang thật thvai ng cung mên tên rư cơ thvai ng cung phạc phạc ấy phạc nâng khlanh khlai á mên tên tư đại dương thoại bằng cung và song ra tháng ấy phía trán ruột thì khơi mà ấu dương thớ ruột thì khơi chỉ đôn chỉ ta dương thớ tại đại dương vô tham mạch bản thoại nó một sầu miền đấy mày này phù khơi cái phương chất bầm thôi chất được ập xong mày này là ngày thiết bích anh nắng dương thoại tam tùm loạn nu mình men chỉ chìm lại ta hai đấy bạn kết phai cùng thì chân chìm lại miền pì muối phơi tam kỳ mẹ nè bạn là phơi tam kỳ nâng vô lết à thì ôi tập bịa ta phơi tam kỳ nghe vô lết bạn khai tiết của vô đấy tại karana tha bạn được khơi môn kỳ bạn là phê chân để dân phơi rồi thằng ấy chân để phơi tam kỳ chúng cá còn để thôi vô tùm nồm là ngày nấu phê đại phật sa ma sam put tra đăng đầm bốn hay miên bị khọ song đầm bốn càng nghe đại sầm khăn nâng mình đã bán đã phần riêng bỏ để sát tha oai phai cùng lộ tề không nghe này ca phai bằng cùng lộ nấy nè mình men chỉ vì nấy tề mình men thật trâu tại phơi tề mẹ này còn tại mua hạt ấy ban kia sầm pe và song bị đào máu vì bố ca bua tam prasama samput phía trái này nè bua sắp tay chỉ nè lẹ bóng bua hơi từ sạc xa của rô bó tế bát lẹ nấu sập hiệp sau mong lâu chất đài chân xa manh lùm bạc vừa nấu phê để kê khơi hiệp lọ bó đề xót rồi bó lộn nấu hơi tớ kê trẻ là lượng đáy xóm xâm phê tại ca sầm pia nó mình men chia tầm râu ca độ bao lâu thì trâu được sầm pia lâu mẹ này đời xa cái việc về đồng phơ pê cái sầm bài chặt pê nâng ở vây đại lâu bắt đầu lại kế hãy coi cái chặt tục thạc lâu nâng chỉ kru bọc kề từ cái sầm pia từ cái phải bóng cùng men tên nó bạch từ lâu xong thì tăng bị đau máu oi từ kru na và riêng dương có họ đôi khi cả đó cái dương sầm pia kiểm điểm su đài mẹ này năng chẳng mua lại này cao của rốt bác cao trên tí tức chất đó sẽ ăn bỏ đi sật năng anh chẳng ai bàn chật má chẳng ai nẹ dùl là ai chiêng nẹ phơ tạm khá nìa ngày nay mỗi thầm tư tư rùa và đạp bằng phương xùm lê nè mà khơi bọn mà nẹ nâng quật sạch đạp thầm tạm tạm phê quật bạp thầm tạm sạch đạp tại quật chất sửa bia quật chê ấy tổng ọ quật lước đánh tích yên tích anh tích bẩn mà nhùm chân tất mà thả lo cất ắt miên che tam nè nà thế cất qua mà nó đời xa cất đập yểu năng chân sau đó thì cái máu như vậy vậy ngay tha ca của rúp miên pì mũi của rúp tam kỳ mũi tiết của rúp đời chia ra thành sáu bài chất khuôn ấy trong của rúp đời khuôn ấy chẳng á hay na lo chi là pì nằng
nâng à cơ rộp khuôn ái cao bị ca dốt đôi khuôn ái nâng à thầm à lực nị tiên mùi ai mùi sạch đạp nâu bêl mùi nâng bệ hà chía tự xua bệ sà mà sàm bụt xua thà ai bỏ ông nâng ách lực bị phol nây sạc mà nạ bạc đại bạc mê nây thà ca bùa chì bạc bạc chết nâng mên phol ấy miền an thì xong giảng mạch để ai mơ khởi bọn ban lược âm pi sờ đồng bốn cư ca bập bật lọ đòi cái đòi vị trà lỗ hô đòi lô nấng bập bật lọ đòi chật xôm bay tới chật nấng có ọt miền ạc hiệp chia ba đài chìm ra anh phê vần yên lỗ hô đòi chật nấng ọt miền pi về riêng ọc nông chật hai ban bệ sa ma sam put su bệ ri chi nương tha bỏ bệt bệ ri chi u ti ho tha miên bỏ rơm nẹt pi mún thọp chi nẹt bầm rau rồi bỏ ống rồi bỏ truông thọp chu sải ói có bàn tay cày mao manu nương miên sịch đầy chia thái cho một búa bỏ bớt giang lọ tiếng sơn tiếng sma thị tiếng bánh bánh nhà phước luôn ai ở lọ mình trăm tay cay vì ca bị sầm đầy lọ tết sôm bay tết lâu chân nó có có sa đại cho chuôn được nông sơn sa mạc thì bản nhà chẳng ạ nấu bê đại chua bê đi chia mà đòn tiền tá bê đi chia hao bỏ rò nút từ chua sai ao tiền tết bê đi chia thắng bỏ bật vào ông đại chấm rán bỏ sân bật đôi chân nông men nhom cần nà ní mình trăm tay mình hao từ chua sai tê miên tài lực đại sầm bê hết ôp bật thom bật chạy buồn thiên xí ní men nà bỏ cọp sai ao cửa rốt tê rốt cột vô thả ông bơ rồi bọt lộn nữa cứ chỉ ông bơ đá cu chỉ đấy là cu ói bố rụt nâng chân 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 vô mùi nè mùi khả năng mai ở phàng cung của phàng đàm tư mùi tiết khơi thả o lộn nâng lọ của phàng cung tức nà lọ chết nâng hai bơ mình khơi thả lọ tới công thoại tâm chóp ấy mê nè hãy đòi dân dân ọt kia dìm vô thả lộn nâng miên tầm lây ấy ôi ta khơi lốt phàng cung mơ ta khơi lộn nà khó mũi chê ai thằng ọt anh nói toàn cùng tham cái này nè vô lấy nhắn vô lấy nè và xà thử hello cái nào mà đo á hello nên nên được còn tôi cái trong xuôi nên một nâng xua nhằm cả ná xông thoai bằng công bà con chê mà chà chị tì băng tì lật lật rồi bọc nhằm cả ná nhằm cả ná nạp bà cổ chê mà chà tam dù thu rì ạ bê bốn chân nam hai nhằm cả ná chư rộng thác luôn anh mà ru tê tay nhằm cả ná bán sạp dù thu rồi bọc bà con mà chà tân nhằm cả ná hạ đôi chưa lọ bóng sạp mơn lọ bóng đẹp cắp tay kịp nga từ vinh nhóm cả nà mang khai luôn tới chia mà nụ mà nét đẹp nhóm cả nà lẹp bóng ở bây bây cục chăn ở bây 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 xong nhóm cả nà sạp ra con mà chăn tư nhóm cả nà hạ chát la nhóm cả nà khơi bà con mà chăn tam vô thu nhóm cả nà bán thoai bằng cung bà con mà chăn ông bì chồng ngay nhóm cả nà mình đặt sma khác nhóm cả nà mà đọt bên đi bạn chưa bật phẹt đọc sắc phô phong rồi bác bật con mà chắc nó lên khi ông cả ná mê rộng phơm bật chơi chơi khăn khi ông cả ná o bật con chơi khăn khi ông cả ná bạn rùa chỉ vật dọc thay ní cứ rời xa sắc ra thoa đón thay thla rồi bác bật con mà chắc bạn dập tay đói ní đói phiếp sắc mọc trong chơi đi bóng phót khi ông cả ná xong ông nó đủ cài thoai bằng cung đăng con bật con mà chắc đói mình chật đi rơi chắc thla nâng bạn chưa bật con mà chắc chia lương tìm môi rồi bác khi ông cả ná khiêm cả ná sạch cha tha vừa bón cả nông mán xong mà khiêm cả ná ban chung con mà chắc chỉ lực tì mùi chung chung với con mà chắc tại ở đây khiêm cả ná ban chung đây cũng nói khiêm mà chắc hơi khiêm mà chắc xong ó bà con mà chắc chỉ khăn tại khiêm cả ná có xong mê xong núi xưa bà con mà chắc bà sân chạy khó chắc con ấy xong bà ấm mê ta khăn tay à phây tội đó khiêm cả ná phong này chỉ quá sạm mà nẹ tay là ngũng khăn khi ông cả ná còn tới ngon tha khi ông cả ná tam đăng tư thiết đập bóng để xa ma xa bột bỏ ông bột chìa mà chắc
พระองค์คงនៅលើព្រះធាតុព្រះអង្គសរីរធាតុព្រះអង្គទុំគង់នៅលើភ្នំព្រះអត្តរអត្តរគេដង្ហែទៅដាក់អត់ស្ដាច់ព្រះសីអនុសម្ដេចព្រះសីអនុដង្ហែព្រះអង្គទៅដាក់លើភ្នំព្រះចត្រិះនឹងតែខ្ញុំកណាឃើញមានប្រជាជនយើងមួយចំនួនទៀតហែទៅសរីរធាតុព្រះអង្គបន្តិចទៅភ្នំនេះបន្តិចទៅភ្នំនោះហើយខ្ញុំកណាឆ្ងល់ជាពុនពេកខ្ញុំកណាថានឹងសុំសួរតេជគុណទៅតាម YouTube តែប្រកតេជគុណមិនឆ្លើយនឹងកណាសោះដូច្នេះខ្ញុំកណាបានមកស្ដាប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំកណាមានចិត្តជ្រះថ្លានិងក្លាហាននឹងសុំសួរសំណួរទៅប្រគុណម្ចាស់សូមប្រគុណម្ចាស់បកស្រាយទៅតាមការគួរហើយអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំកណាផងចុះសូមអរប្រគុណបាទព្រះសរីរកធាតុតាមប្រវត្តិដែលដឹងមកព្រះមហាក្សត្របានមកពីប្រទេសស្រីលង្កានឹងហែទៅអត្តរានឹងប៉ុន្តែញោមសួរថាបន្តិចឬហែទៅនេះឬហែទៅនោះនឹងសួរថាបានពីណាចម្លើយគឺអត់ដឹងទេចប់មានពីណាបានជើញពូនគូសិនពូនគូសិនដល់ស៊ូមកញ៉ាំបាទបានជើញមកបងជើញមកត្រៀមបងត្រៀមជាដំបូងខ្ញុំកណាសូមក្រាបបែបបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូវិរៈបញ្ញាសានសុជាហើយខ្ញុំកណាបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់លោកម្ចាស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយគុណម្ចាស់តាំងពីខ្ញុំកណាអាយុ40ឆ្នាំឥឡូវ43ហើយក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌របស់លោកម្ចាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ដូចមានពន្លឺនៅក្នុងទីងងឹតថារំភើបណាស់ទើបតែដឹងថាធម៌ពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ទៅជាតិណាណាដូចដែលធ្លាប់ឮតាំងពីក្មេងមកអពុកម្ដាយចដូនចតាអីបានប្រាប់ឯងគឺវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបានជួបព្រះភ័ក្រព្រះអង្គថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គហើយក៏មកជួបនេះគឺដើម្បីមកស្ពះដឹងគុណដល់ព្រះអង្គដែលបានឲ្យខ្ញុំកណាភ្លឺនៅក្នុងសច្ចធម៌នៃធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូបានយកមកបញ្យលបកស្រាយឲ្យខ្ញុំជាពុទ្ធបរិស័ទទេបានយល់ធម៌ពិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក្នុងពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបទូលនៅសំណួររបស់ខ្ញុំមួយសំណួរសួរថាអម្បាញ់មិញបងស្រីអគ្គនាយិកាគាត់មានប្រសាសន៍ថាញាតនៃព្រះធម៌ដែលបានមកកិច្ចអធិការគាត់នេះសូមឲ្យបានបន់ស្មើគ្នាតើប៉ិតប្រកាសដែរឬមួយក៏អត់បើតាមពរដែលគាត់ឲ្យនេះតើការបានបន់ស្មើគ្នាឬមិនស្មើគ្នានេះអាស្រ័យនៅលើអ្វីលោកម្ចាស់ក៏សូមលោកម្ចាស់និមន្តបកស្រាយសូមអរគុណអរព្រះគុណនឹងដល់សួរអ្នកឲ្យនេះវាជាការសម្ដែងនៅទឹកចិត្តរាប់អានគ្នាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវកាលដែលបណ្ឌិតបរោះម្នាក់សម័យពុទ្ធកាលដែលគាត់ដើរប្របួលគេធ្វើបុណ្យនោះហើយដល់ហើយទៅជួបសិទ្ធិកំណាញ់ម្នាក់សិទ្ធិហ្នឹងគាត់ទើសចិត្តមែនតើគាត់ថាធ្វើបុណ្យធ្វើតែឯងចាំបាច់ប្របួលគេណាគាត់ទើសចិត្តខ្លាំងតែអញ្ចឹងគាត់ឲ្យនឹងឲ្យក្នុងនៃបជុះហេគាត់ចលក់ដៃទៅក្នុងទឹកទៅទឹកទៅទឹកអញ្ចឹងទៅគាត់យកទៅចលក់ក្នុងអង្គជាប់ប្រហែលក្របគាត់ចូលប៉ុណ្ណឹងជាប់ពីហ្នឹងមកគេឲ្យឈ្មោះតែសិទ្ធិជើងឆ្មាដូចជើងឆ្មាដៃហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យក្នុងនៃបជុះហើយគាត់ឲ្យគេតាមដានទៀតឲ្យតាមដានជាមើលអ្នកដែលយកអង្គ2 3គ្រាប់គាត់ទៅនឹងនិយាយដើមគាត់ក្នុងកដាលជំនុំចំណោមមនុស្សមិនខ្លះប៉ុន្តែនេះវាជា
chia chia ca pân và xóm bỏ quạt hòm đào pe cột phơi tiền nưng á cột cột từ tua ban bảm an crop nưng u tiền co bảm an tao chân tới cột vô mà crop từ đạn này mà crop từ đạn này mà crop từ đạn này crop từng ngõ chân á đào pe cột bảm chom bòn tới cột phao biển nưng cột hà nẹt đại phơi chỉ mui cột nưng chồ tinh cột đói chồ tràn cột đói sâu mấy ban chìm lại bòn nưng smart khnề vì chỉ tự chặt mệt ta bỏ quạt bạn tên nè nô ban bám án ban tao hưởng bảo kê nè việc sai từ lớn chặt bảo kê bảo kê chỉ đẹp là chả ăn co chặt năng lo chả ăn tao bảo chặt năng việc khăng chả ăn co với tô chả ăn chân tao bạn đấy cứ chia kẻ hạ tập hiền sa ca tu đắp protocol nè ngày con ông ca ruột nè mình chụp bùa thì đường bon của sao thế xong bay tại dân ao po sự vật tập hiền tam lâu ấy năng con anh chỉ bịa cua xóm ấy bạn nào bảo bạn bảo giặt bọc tông ngọc được cái nè mền đấy sạch từ lớn nè ăn ở mô tình yêu thật tác bao chặt bàn còn nè đang chẳng còn đang ai cái nào xong phanh cũng dùng chặt krum nhưng ta sang này nhìn vật miền tây linh được bóng phô miên miên được o nó lư chẳng cái nào xong xuống chứ tha ca rót bát á đã chỉ lôi chụp bùa phật song tai trầm trời được không tham ấy rót bát chỉ lôi rồi gọi bậc kinh lôi chụp bùa phật song á tai khó được trời đã cái nông ấy bậc kinh pê rót bát anh chẳng đã từ nông ấy đã nông diêm lâu ấy thong diêm nè đã thất trâu ấy phố miên kia pháp cả ná tha rọt bát chỉ lôi cứ khâu ấp bàn trâu nó cứ trâu nông thong diêm nó nghe trâu tay cả ná ấp bàn phần vật toa ta khâu vì nây cả ná tha kia tha rọt chăng ấp bàn chẳng o cả ná vườn chăng dân phơ bôn cùng kịch rương bàn bàn dân ọt khoa lạc chật thà phơ khâu tiết á mình thầm thầm bán cái khâu tiết á vì bà căn nịnh tịnh mà nẹ xông bây giờ nẹ chơi vì nây khá nó có vầm phây đè rương khóc nhiệt nhóm tụ bay và kênh lôi cả đói mình và kênh cả đói nhiệt nhóm ăn mê rương khóc hề ruột mình mến chi vì nây bằng nhiệt nhóm thì rương khóc rương trâu cứ lâu thì ưu tì hòa thà nhiệt nhóm ăn đằng chỉ đẹp là miền lột nà nó lột miền côn sửng bạch chui ấy chân tớ chỉ đẹp là bách và kênh xa mà tình ôi đời chỉ đẹp là sợ bài chết á miền bạp thấy bạn là dân về ắt đăng tham vì nay lộ mấy nhá, ưu tiên họ thành dân ắt đăng này, hoàn năng ra để tha kịp bật tục học sập cho nam hỏi, thì hoàn năng được bỏ phần đất bên tên kinh thả năng được bỏ phần đất, các vị chất chỉ ra là, ôi lộ, tay bờ lộ, giờ tao lộ phát lộ đại sao đâu, cứ mất lộ thế. Vì nãy đây có năng bà tha, nông cao trình nón bà, còn nơi không còn phí âm nhiên bà, lôi đây chẳng có xong. Tham pra được tham là bao là bao ấy chẳng có cứ chiêm viên ta lôi nâng mỏng bậc kia là bao ấy ta ban chẳng có tài lôi cứ bậc kia là ban chẳng mỏng vậy luôn tới sự khai bát ba bậc chật ní của ông ở đâu cần lôi cả thì mình tên tới nữa nữa bạch ta lôi thì nè can sal đọc có can lôi ở ban này có ho can sal đọc lần tới lên nhảy can lôi anh đang bệnh gì khó hình trời khó hình trâu tam mình lấy á bên bà đã tới trâu ớt trâu thần diệm năng ảnh chẳng mấy con nơi tập ra thôi ấy chăng hỏi bà cứ đang không dặn đại bà soạn nơi căn lùi thôi ấy chăng năng chia sửng nụ ớt chùm lời đang khó mấy con nâu tập thơ tôi nhô ông chăng ạ chê con chê cháu trâu đây đây chê con này chê khó đây chê chê trâu đó lùng chăng đã khăng kia đây khăng đang khâu đấy đang nên bây giờ đâu ta khăng ê lùm chắc khăng chúng ta về miền hai pho lái trời khăng này về miền chia thom mà đà phía thà đang khâu hay nâu từ thơ nữa nghe đang phải giáo đang về mình chứ bác đang về mình chuyện lệ ưu tiên hoa thà tam cái práp mau nưng ha tha khnong prey nưng mien min a nưng cái práp ấy na pơn khom đao đui ot ấy nou hien đao ấy nou hien đao ấy ách hien đao
có phần tay sắp tầm nẹ đa khẳng mục dân tục bưng ngọt mền nâu hiện đào gì đấy đăng pi nâng khó khăn em ấy à mũi đăng kê tha trâm tạc đăng kê tha đấy mền ấy kê tha nó kê ăn thật phần cầm pi á cho cầm pi nó có kê tha đấy cho cầm pi bà phút đó pi bà phút cả đôi à thơm áo út tì hò mùi dương mình nét tôi đăng thơ vì nà dê cầm pi á lắm phật chả ăn tao nhỉ? Đôi đôi riêng trong và ly môi đây sọc dương ở lâu pin thì dùng mền tiền tam bích trong và ly nước viên bọc vắt bọc cầm pi priam ấy còn tay mình đang thả nẹt bút đi nước sợi dây trong cho biết rứa con nẹt hàng nấu kín ở sợi dây để nè làm gì tam là nó là ngay tam bích này dây pi priam bị sọ nên bớt phơi chia mà nô tư tôi sống đấy vì sẽ đạch phía lì sẽ đạch phía lì nó cứ sẽ đạch miên ở nay cực rộng phần đầy tăng phần đầy muốn hoặc mấy phần đầy nít ấy nó mất vơ chìa mà nô tư mới tôi sống đấy bay chùm hiền ấy sẽ đạch nó hả mà bay chùm hiền nó vô đó anh ơi bọn này nó bay chùm hiền bà rớt tới chiên tập bi chùm hiền ở phần đầy lì mà chùm hiền cắt quẹt cả đá phần đầy mà chùm hiền tiết chung mình mà phần đầy chúng hiện tại bấy chọn các bà sẽ đặt peeli nè chọn peeli cho là đôi luôn đâu lớp hàng đầy anh đang gặp pi kháng peeli cái gì chẳng họ đòn đâu không sát ra bỏ buddhism đi mình đang bị đa sát xe đấy mình đang thà niệm buddhism sát xe được cô phụ peeli sát xe đấy thì thà anh đang cao sầm máy bập bút bạc từ một trại nông sát ra sẽ là cái đất bạn từ một tờ nung từ ban bát đây bị sạch peeli nung ban bát đây bay chìm hiền bị đôi khnì pi chìm hiền ở đây à chìm hiền thì bay chọn sạch peeli nung à bây giờ kịch mà kịch tí nhá anh đang có pi tha chăng á và là dùng một kịch suốt mà chưa đây bóng ôn được ao kịch mà của put trung miên và tây cả na chứ từ sông đây cái chọn các bà chặt đây về lên cháu nó chưa đây anh đang có pi tha đang cầm pi thấy không cha? Bắt cầm pi thì xây mới sạch không dẫn. Anh là cái đá xuống môi tiền chân dây bị xa khá nè, nên là ai đăng thà ca so chiết rồi bảo trên ngon pra so chiết tặng ngon mà ăn chiết đăng pi nào mà tặng ngon nè. Thà tăng cầm pi nữa, chưa tâm chưa thấy tâm. Hay tâm pra nhưng ta chỉ sát chỉ xây xây khớp mộc tặng ngon ta nên là ai đăng nên là nè ta xây. Thằng nào đăng? Hay chung mẹ mẹ cầm miết đăng cái đá đăng thà ngon xa ca so chiết nên mẹ cầm đăng mấy cái đó chìm nón nhé. Hay đăng thanh dân xa khá tận ở chỗ anh tìm phẩm án đó mình cần đăng mạng. Hay nói chưa đó chứ nghe với anh tha chẳng. Phụt nè ơi chưa chẳng. Ôi chẳng cái đàn lên chưa hay chẳng á. Bà luôn chăm mình xoan đi ca chẳng. Phía thần lên chưa tự dân sao chứ đeo nữ. Sao chứ không mình đăng đất đầy lừa đúng. Mình nạp lại từ đó khơi. Nè ngài. Phía xa mẹ xa phút khôn tệ ôi cần lực dân kinh. Ông lê cái thác the past is just a history. The future is a mystery. At đất tạc cáo cứ chỉ bảo vật tạc xa. Anh nạc của tạc cáo cứ chỉ át cầm bằng. Mình nạc đăng tạc xa ai mạch tế. Mình nạc. Cả nạ. Mình nạc đăng tạc xa ai mạch tế. À có lo hay mên cả đói mên cả đói. Mình bị nạc tự tiên mà bênh bàn đi. À lâu mạch tự kích ấy bênh chăng ấy đi. Trâm là xa mai bốt bốt như vậy khóc niềm bà đây. Mình nạc. Ấy dương tự bà cài ấy xa mai bệnh nó. Vì bọn chân nằm chiêng ấy. Cần đà rương bốt bốt nà mê bất bộ gọt dương bà cài tạc nìa. Bà cài bà đồng chứ bà bà. Nâng cà toàn bà. Nâng cà toàn bà. Ê cà nà cài toàn cà nà rùn nè. Nóng nóng xua cà nà đăng à. Đăng bà đấy. Tạm đồng bọn mùi mùi khó khăn nìa tiệt. Đồng bọn khá lạc hằng có mà cà bóng si xam sập nẹ tự xài sập nẹ. Nó bố sát, tập bọn bố sát. Ê tôi phải mình mê lâu chưa đây. Nâng mà nước cao toàn phong. À lớp mà phải chạy mà quên thà. Cúc giáng, ôi ta tiện tuông nâng của vọt ta xa. Biện phong nâng của vọt rương rau nẹ ni nà nô. Khi mình là nà, thần nia ba nè, ta có lòng hơi. Có bàn tay sách chạy thô, đại bệnh xa mà xa phút phần riêng nè. Mên của vọt kế đi, cứ khuôn dường. Hai dương dương mà bị xa ọt mơ, thảo tao về phần ọt. U tế hòa lớp mà xù, bê nhôm khăn kê, cái đào ọt. Đại. Cái đào ọt. Cái đại. Nông à, tô sạc nông nè nè.
ាក់ក្នុងខ្លួនខ្លួនឯងនោះប្រពុតឲ្យពិសោធន៍មើលអានឹងទីអញ្ចឹងញោមជឿក៏ដោយមិនជឿឲ្យទៅប៉ុន្តែសួរថាមានអត់មានអញ្ចឹងបាច់ជឿព្រះអង្គឲ្យមើលខ្លួនឯងទៅអោនៅពេលដែលញាតញោមអាណិតអាសូរនរណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ឃើញអ្នកក្រក៏ចាត់កើតចិត្តអាណិតទៅក៏ជួយគេទៅហើយគេក៏បានសុខទៅញោមក៏សប្បាយចិត្តមានទេធួននឹងមានទេមានហើយជឿគេដែរអត់ទេនឹងកណ្ដាធ្វើកណ្ដាបានហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយកន្លែងរៀនអាកន្លែងគេថាហ្នឹងកុំរៀនកន្លែងគេថាហ្នឹងកុំរៀនរៀនមិនគិតមិនក៏វាមិនទៅម្ដងដែរយល់ទេចូលរៀនអ្វីដែលនៅក្នុងវិស័យដែលយើងអាចគិតឃើញដែលយើងអាចពិសោធន៍បានងាយចាស់ពីដើមគាត់សន្តានធោគាត់ឆ្លោះគ្នាខ្លះចង់ទាញប៉ាន់តែគប់ក្បាលគ្នាដោយសារអីគាត់ដោយសារខ្លះអាងតាថាខ្លះអាងសភៅថាធម្មសាកច្ឆាមិនមែនអាងអញ្ចឹងទេក្បួនច្បាប់យើងចោលមិនបានមែនប៉ុន្តែត្រូវស្របជាមួយនឹងការពិសោធន៍របស់យើងឧទាហរណ៍របៀបយល់ធោយល់អញ្ចឹងដូចព្រះរាជាមួយអង្គសួររដ្ឋបាលសួរថាហេតុអីបានជាលោកម្ចាស់លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យមកបួសនៅក្នុងភេទដែលអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិចឹងលោកថាមកពីអាត្មាស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់នៅធម្មទេស4ទី1អតាណោលោកោអនភិសរោបងថាចឹងថាសត្វលោកនេះគ្មានអីជាអិសរៈទេគ្មានអីជាទីពឹងពិតប្រាកដទេព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាអញ្ចឹងតើអាត្មាយកមកគិតអញ្ចឹងមែនតើមែនថាតើព្រះពុទ្ធឲ្យឯងគិតមិនឃើញក៏ចេះជឿទៅទេមែនទេណាដូចយើងទៅរៀនគណិតអញ្ចឹងគ្រូថា2គុណនឹង2 4យើងថាតាមប៉ិនយើងយល់អត់2បូក2 4ហើយដល់គេសួរថាគេឲ្យគណនាណាឥឡូវកាលគ្រូបរៀនចង្កឹះ2បូកនឹងចង្កឹះ2 4ដល់ឥឡូវគេឲ្យយក10ទៅក្រូចបូក2ជាង2ទៅរាប់ចង្កឹះទៀតដែរគេថា10ទឹកក្រូច2កំប៉ុងបូកនឹងទឹកក្រូច2កំប៉ុងទៅជាទឹកក្រូច4កំប៉ុងទេគ្រូខ្ញុំមិនបរៀនចឹងគ្រូខ្ញុំបរៀនថាចង្កឹះ2បូក2បានចេញ4អាហ្នឹងមិនមែនបញ្ញាយើងទេមែនទេបញ្ញាយើងវាទល់តែចឹងយល់ស្របទៅវាឃើញចឹងមែនព្រះរាជាថាអេលោកម្ចាស់ថាអត់មានអីទីពឹងមិនបើខ្ញុំកណាមានអង្គរៈខ្ញុំកណាមានទាហានមានអីដូចជាការពារកណាដែរអីបានលោកថាចុះព្រះរាជាដែលអាពាតដែលប្រឈួននេះដែលឈឺធ្ងន់នេះឈឺហើយឈឺនឹងកងតបនៅជុំវិញនឹងជួយបានទេអត់ No ឮតែស្រែកអូព្រះរាជាឈឺធ្ងន់ណាស់ចិត្តអស់ជីវិតហើយឈឺតែឯងអូហើយលោកថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាសត្វលោកនេះមិនទៀងត្រូវជារៀននាំចូលទៅកាន់មរណៈមិនទៀងទេជារៀចាស់ម្ដងតិចម្ដងតិចងាប់ហើយពពុទ្ធត្រាស់អញ្ចឹងដល់ឯងអង្គុយគិតអឺអញ្ចឹងមែនអាហ្នឹងសាវកពុទ្ធដល់ពពុទ្ធថាម៉េចហើយពិចារណាទៅឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានធ្វើថាយល់ធัวយល់ទេកណាហ្នឹងហើយមែនជជែកម៉េចបានថាអញ្ចឹងព្រះថាអញ្ចឹងយើងបាត់ខ្លួនឯងបាត់យើងបាត់ខ្លួនឯងបាត់ហើយព្រះរាជាថាហេមិនទៀងម៉េចលោកបញ្យល់ចុះព្រះរាជាពីមុនម៉េចកាលនៅអាយុ20កំឡាំងម៉េចដែរកំឡាំងខ្លាំងណាច្បាំងអីនោះឥឡូវប៉ែតផ្លាយហីម៉េចដែរថាអត់ទេអស់ចប់សោយអូលោកថាទៀតថាអ៊ូណូលោកោអតតោទានហាទាសោពពុតត្រាស់ចឹងថាសត្វលោកនេះអត់ឆ្អែតទេមានប្រមាណក៏មិនចេះឆ្អែតដែរកញ្ចេះតនហាខ្លួនឯងហូតដងគួយគិតអឺអញ្ចឹងមែនពពុតត្រាស់អញ្ចឹងដល់អញយកមកគិតអញ្ចឹងមែនយល់អញ្ចឹងបាទអាត្មាមកបួសនោះមែនថាមកពីពពុតថាអញ្ចឹងណាថាខុសនឹងខុសទើបប្រកែកប្រកែកតារឿងព្រះថាហើយយើងនេះគិតអត់ឃើញផងដល់យើងគិតអត់ឃើញយើងចង់ទៅតស៊ូមួយមតិមួយគេយើងគ្រប់គ្រងពពុតមិនកើតយើងទៅជាសាវករបស់ពពុតល្អមិនកើតអំសម្ដីណាដែលព្រះអង្គបរៀនមកយើងអត់ចេះអធិប្បាយយើងអត់ចេះពន្យល់យើងអត់ចេះយកមកដាក់ក្នុងជីវិតនឹងមែនទែនផងទល់តែយើងត្រូវ debate ជជែកពិភាក្សាមួយគេអាងតកពីដល់អាងកពីអាខ្លួនឯងអត់យល់លីង
អ្នកតាមពុទ្ធពុទ្ធៈមិនមែនជាស្អីដតេក្រៅពីតួបញ្ញាទេហើយពុទ្ធបរិស័ទប្រែតែក្រុមមនុស្សអ្នកឆ្លាតប្រែត្រូវហ៎ពុទ្ធបរិស័ទប្រែថាក្រុមមនុស្សសម្បោបញ្ញាពីព្រោះអ្នកស្ដាប់អ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធជាតួអង្គអ្នកប្រាជ្ញបរិស័ទពុទ្ធគឺជាអ្នកទទួលនៃការអប់រំពីអ្នកប្រាជ្ញយល់ទេយល់យល់ទេយល់យល់ទេស្ដាប់អីលោកម្ចាស់តែស្ដាប់ធាត់ទៅកាលបញ្ញាយល់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងចាំបាច់ជឿណាគេថាទៀតបើយើងយល់ហើយហ្នឹងអត់ទេព្រោះអត់ទេឥឡូវអញ្ចឹងតាយល់ថាការដាក់បច្ច័យហ្នឹងដាក់ចុះខុសគឺខុសលើប្រសងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងលោកតាយើងមិនតោះអីតាដាក់បានហើយទេព្រោះគេដាក់គេបាក់ប្រាប់ថាខុសមែនណាវាអាចខុសចេះឧទាហរណ៍ណាខុសតើលើយើងប្រមាថឧទាហរណ៍ថាអេតាមដែលដឹងវិន័យរបស់លោកសង្ឃមិនឲ្យលោកកាន់មាសកាន់ប្រាក់ទេណាហើយយើងទៅចូលរួមប្រឆាំងកាន់តើលោកម្ចាស់កុំខ្វល់អាហ្នឹងតែជាមានទោសប៉ុន្តែបទធបបំណងរបស់យើងអូកូនគេកូនយើងលោកមករៀនសូត្រមិនដឹងមានអីប្រើអីប្រើយើងឲ្យហ្នឹងឲ្យតើលោកប្រើក្នុងន័យអនុគ្រោះឯងរឿងលោកខុសត្រូវទោះអញមិនឲ្យក៏គេឲ្យដែរអញមិនឲ្យក៏លោកកាន់ទេលោកកាន់ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងការឲ្យដោយការអនុគ្រោះអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រឆាំងវិន័យទេដោយចិត្តអនុគ្រោះទោះយើងយកមាសចូលទៅសាំងហ្នឹងចូលខោសាំងអីអីមាសដែរអាហ្នឹងមិនខុសឯណានិយាយរួមញោមត្រូវរៀនពីក្នុងចិត្តខ្លួនឯងរៀនអំពីក្រៅហ្នឹងមិនអស់ទេរៀនពីចិត្តខ្លួនឯងទៅឲ្យដើម្បីអីទោះបីឲ្យហើយគេយកទៅធ្វើស្អីអាក្រក់ក៏មិនរឿងរបស់យើងដែរណាឧទាហរណ៍ថាស្វៀនជ្រោយច្វាកាលមិនតាន់កាត់ស្វៀនជ្រោយច្វាចោលចង់មកផ្លន់ត្រូវឆ្លងទឹកយូរដល់កាត់ស្វៀនហើយចោលសំណុកជីះឡានមកផ្លន់អញ្ចឹងចោលដែលជីះឡានមកផ្លន់តាមស្វៀនដែលយើងធ្វើនោះយើងបាបដែរបាបអត់កបិតយើងធ្វើលក់ឲ្យគេទៅហាន់បន្លែទេស្រាប់តែមនុស្សទិញទៅកាប់មនុស្សយើងរួមចំណែកកាត់ដែរព្រោះចេតនាផ្សេងចឹងត្រូវរៀនពីចេតនាខ្លួនឯងឆាប់ចប់អារឿងគេថាមិនចប់ទេគេថាលោត